Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tranh thiếu nữ Hà Thành có giá 8.500 euro ở Pháp. Khôi phục sóng đường bay nội địa trong tháng 10. Không chấp nhận các loại tiền ảo tại Việt Nam. Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Kính thưa quý vị và các bạn, với phương châm dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển, sáng ngày 23 tháng 9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và 325 đại biểu chính thức đại diện cho gần 58.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội 18, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được kết quả quan trọng. Niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới không ngừng được nâng lên. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 18 khẳng định, vai trò vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng đã từng bước được khẳng định, thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,64% một năm, cao hơn giai đoạn trước 5,71% một năm. Quy mô kinh tế tăng nhanh đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 21,13%, giảm 4,48%. Tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 26,88%, tăng 1,43%. Tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 47,21%, tăng 3,09%. GDP bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Bên cạnh đó, đại hội cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế. Còn 2 trên 21 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh là tốc độ tăng trưởng kinh tế và GDP bình quân đầu người không đạt mục tiêu đề ra. Mục tiêu nâng cấp thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 và xây dựng thị xã Nghĩa Lộ đạt tiêu chí đô thị loại 3 chưa hoàn thành. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua là rất đáng tự hào, khẳng định ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong nhiệm vừa qua là hết sức tự hào, thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vươn lên, vượt mọi khó khăn, làm nên diện mạo mới, tươi đẹp hơn cho quê hương Yên Bái chúng ta, tạo niềm tin, nền tảng, tiền đề quan trọng để tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới. Xin thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, mà nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Tiếp tục phiên làm việc ngày 23 tháng 9, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lấy phiếu tín nhiệm bầu Bí thư Tỉnh ủy khóa 19. Chiều ngày 22 tháng 9 tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ bàn giao khu trưng bày những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất nhà Quốc hội. Tại buổi lễ, các bên đã ký 3 biên bản bàn giao và quy chế phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc bảo quản và phát huy giá trị các cấu kiện di tích di vật tại khu trưng bày những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất nhà Quốc hội. Khu trưng bày là một dự án thành phần trong tổng thể công trình xây dựng nhà Quốc hội, tái hiện những phát hiện quan trọng của khảo cổ học tại khu vực xây dựng nhà Quốc hội,
Cuộc khai quật năm 2008-2009 đã phát hiện được 140 di tích cùng hàng chục nghìn di vật khảo cổ của nhiều thời kỳ nằm chồng xếp lên nhau, minh chứng tòa nhà Quốc hội nằm ở vị trí phía tây nam của Cấm Thành Thăng Long xưa. Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau khi tiếp nhận, Văn phòng Quốc hội sẽ kết hợp để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức hoạt động của Quốc hội, tổ chức công tác tham quan nhà Quốc hội, dự thính các phiên họp của Quốc hội giúp người dân khi đến tham quan nhà Quốc hội nhận thức rõ về bề dày truyền thống lịch sử và giá trị của khu vực trung tâm chính trị Ba Đình. Tối ngày 22 tháng 9, bức tranh Thiếu nữ Hà Thành của họa sĩ Lê Văn Sương vẽ năm 1942 bằng phấn tiên trên giấy đã được bán với mức giá 8.500 euro, tương đương hơn 230 triệu đồng trên sàn đấu giá Lindachow của Pháp. Chưa tính phí gần 28% mà người mua phải chi trả thêm. Đây là mức giá đáng ngạc nhiên cho tác phẩm của một họa sĩ không thuộc hàng đình đám nhưng lại được giới chuyên gia đánh giá là quá hời cho nhà sưu tập khi sở hữu một tác phẩm hiếm có từ thời Đông Dương. Cũng trong phiên đấu giá này, bức tranh Phố Hàng Đồng, chất liệu sơn tầu của Lê Văn Sương 1917-1988 cũng được gõ búa ở mức giá 6.500 euro, tương đương 180 triệu đồng. Từ 8 giờ ngày 1 tháng 10 tới, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Tân Sửu. Thời gian chạy tàu Tết từ ngày 30 tháng 1 năm 2021 đến ngày 23 tháng 2 năm 2021, tức từ 18 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng năm 2021 âm lịch. Hành khách có thể đặt mua vé tàu Tết bằng 4 cách. Cách 1 mua vé qua mạng thông qua website www.đườngsatvietnamviettat.vn, vétàu.com.vn, giá rẻ.vétàu.vn hoặc tải app mua vé tàu. Cách 2, mua vé tại các ga như Sài Gòn, điểm bán vé hoặc đại lý bán vé. Cách 3, mua vé tàu qua ứng dụng ví điện tử Momo hoặc ứng dụng Viettel Pay. Cách 4, mua vé qua tổng đài 1900-1520, nhân viên ga Sài Gòn sẽ giao vé tận nhà có tính phí trong phạm vi trên địa bàn. Trước đó, từ ngày 15 tháng 9, ngành đường sắt nhận đăng ký cho hành khách mua vé tàu Tết tập thể với số lượng vé bán ra theo nhu cầu hành khách. Trong dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa được chính phủ trình Quốc hội, Bộ Công an có bổ sung đề xuất mới về quy định trẻ em dưới 12 tuổi không được ngồi ghế phía trước và trẻ em dưới 4 tuổi phải có ghế chuyên dụng. Cụ thể, trẻ em dưới 12 tuổi hoặc dưới 1,35 mét không được ngồi ghế trước khi tham gia giao thông đường bộ, trừ trường hợp đối với xe chỉ có một hàng ghế. Đối với trẻ em dưới 4 tuổi, dự thảo quy định phải được chở bằng ghế thiết kế riêng dành cho trẻ em. Đây là quy định hiện đang được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, song các chuyên gia vẫn băn khoăn về tính khả thi khi thực hiện tại Việt Nam nếu đề xuất này được thông qua. Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines sẽ tiếp tục mở lại một số đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10, hãng sẽ khai thác trở lại 6 đường bay nội địa gồm Hải Phòng đi Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, chặng Đà Nẵng đi Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và chặng Hải Phòng đi Đà Nẵng, tần suất từ 3 đến 4 chuyến khứ hồi một tuần vào các ngày thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật. Theo Vietnam Airlines, hiện số lượng khách đi lại bằng đường hàng không đang nhanh chóng được phục hồi. Tại dự thảo Nghị định số 83 sửa đổi về kinh doanh xăng dầu mới nhất đang được Bộ Công Thương trình Chính phủ, cơ quan soạn thảo đã đưa ra hai phương án thời gian điều hành giá xăng dầu. Phương án 1, dự thảo đề xuất thời gian điều hành giá xăng dầu vào ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Phương án 2, thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp là ngày 15 như hiện tại. Dự thảo cũng nêu rõ các trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cần tích cực tuyên truyền để người dân không lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Đây là nhận định tại cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội tổ chức sáng ngày 23 tháng 9. Đến nay đã có 36 ngày Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương đã trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát, thường phát sinh tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Số người dân thực hiện đeo khẩu trang ở nơi công cộng đã giảm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ chưa chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch. Do đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các quận huyện cần tiếp tục tuyên truyền thông điệp 5K, siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tại các quán bar, karaoke. Bên cạnh đó, khi chính phủ mở các chuyến bay thương mại trở lại để ngăn chặn dịch bệnh từ ngoài thì Sở Y tế Hà Nội cần phối hợp với cảng vụ hàng không để tổ chức phân luồng, kiểm dịch làm sao kiểm soát tốt nhất các đối tượng nhập cảnh.
Sáng ngày 23 tháng 9 tại Hà Nội, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức hội thảo chuyển đổi số và định hướng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới đứng trước thách thức rất lớn, trong đó biến đổi khí hậu, dịch bệnh từ cây trồng vật nuôi cho đến dịch Covid-19 đang làm thay đổi thói quen khi việc giao dịch vì tiếp xúc trực tiếp ngày một tăng cao. Trước thực trạng này, Đảng, Chính phủ xác định giai đoạn 2021-2025 phải đưa nông thôn mới phát triển toàn diện, thích ứng bối cảnh mới. Vì vậy, cuộc cách mạng 4.0, cách mạng chuyển đổi số chính là thách thức và cơ hội để thúc đẩy nông thôn nông nghiệp phát triển mang tính bền vững. Đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chính thức có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa nội dung về công nghệ số trong nông thôn mới thành một nội dung trọng tâm. Thu nhập của người dân là tiêu chí quan trọng quyết định sự thành công của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, bức tranh kinh tế của xã Tân Dân, huyện Khoái Châu có nhiều đổi thay rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp nhiều lần so với trước kia. Nếu năm 2011, bình quân thu nhập theo đầu người chỉ đạt 15 triệu đồng, thì nay đã tăng lên 71 triệu đồng một người và là một trong những xã có mức thu nhập cao nhất huyện Khoái Châu. Bên cạnh đó, xã còn được coi là điểm sáng về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hiện xã đã chuyển đổi được hơn 200 hectare trồng cây có múi. Toàn xã có hàng trăm trang trại cho thu từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đã tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cảnh quan nông thôn. Năm 2019, xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, đang đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Từ khi chuyển đổi, nhà cửa nhiều người, xây dựng những nhà cao, tầng cũng nhiều. Mà bước lên có những người cũng tỷ phú, có những anh em làm cây, người ta mua ô tô, cũng xe máy rồi mọi thứ. Người ta cũng phát triển lên cao hơn những năm xưa quá nhiều. Từ khi xây dựng nông thôn mới cho đến nay, thì Đảng bộ Tân Dân đã phấn đấu đồng bộ các biện pháp. Một là chuyển đổi cây trồng và có giá trị cao. Hai là chăn nuôi tập trung và cũng phát triển có mô hình lớn để phục vụ coi như là phát triển và các dịch vụ thương mại. Mục đích là để cho nhân dân được hưởng lợi các hoạt động văn hóa xã hội và phát triển kinh tế có thu nhập cao. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ chiếm trên 12%. Nhưng đến nay, nhờ xây dựng nông thôn mới, xã đã tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập của người dân lên trên 50 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%. Đây là một trong hai địa phương đi đầu của huyện Tiên Lữ xây dựng vùng chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp với hơn 100 hộ chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô lớn. Cùng với đó, xã đã đẩy mạnh việc hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề để các hộ nghèo có nguồn vốn phát triển chăn nuôi và kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Xã hỗ trợ vay vốn ấy, 50 triệu thì là có mua thêm mấy con lợn nái. Thế từ bấy giờ đi nó sinh nhai ra thì là được bao nhiêu con thì mình lại bỏ ra mình nuôi thì là kinh tế nó ổn định hơn trước. Trong thời gian vừa qua, Ủy ban dân xã Dị Chế đã làm tốt cái khâu xóa đói giảm nghèo, chỉ đạo các ngành đoàn thể và cơ sở tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở một số lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó thì các tổ chức tiến chấp với ngân hàng chính sách để cho nhân dân vay vốn. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên đã để lại dấu ấn đậm nét trong việc nâng cao thu nhập của người dân, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn đã đạt 50 triệu đồng một năm, giá trị kinh tế trên một hecta canh tác đạt 210 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1,9%. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo ra nguồn động lực mới để người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, làm giàu trên chính đồng đất quê hương. Ngân hàng Nhà nước không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ, cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Đây là tái khẳng định của ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo ông Sơn, trên thực tế vẫn còn có doanh nghiệp thực hiện huy động vốn bằng tiền ảo thời gian qua. Việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo các tổ chức cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo. Thưa quý vị và các bạn,
Do tác động của COVID-19, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân đã đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho mọi doanh nghiệp trong năm nay. Đề xuất này nhằm mở rộng hơn các đối tượng thụ hưởng thay vì chỉ các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Việc mở rộng đối tượng được hưởng giảm thuế thu nhập kỳ vọng sẽ tạo động lực cho tất cả các doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, dịch chuyển sang nhóm được hưởng hỗ trợ thuế, tạo hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế. Khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, chỉ có 2% doanh nghiệp tạm thời chưa bị ảnh hưởng, còn lại 20% doanh nghiệp dừng hoạt động, 76% không cân đối được thu chi, 2% đã giải thể. Hầu hết các thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cũng không phải ngoại lệ. Covid-19 trải qua hai giai đoạn thì có gần 5% là các doanh nghiệp là ngừng hoạt động, còn lại là gần 20% là các doanh nghiệp ta đang chuyển đổi các cái mô hình kinh doanh. Nên rồi mà những cái đơn hàng cũ đã bị hủy, rồi những đơn hàng mới thì họ lại không tiếp tục. Trước thực tế này, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân đã đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho tất cả các doanh nghiệp. Với đề xuất này, đối tượng được thụ hưởng chủ yếu là doanh nghiệp khỏe, có doanh thu. Nếu được giảm 30% thuế thu nhập, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này tích tụ vốn để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh. Thế giảm cái thuế đó là giúp cho những cái doanh nghiệp nó đang còn khỏe, đúng không ạ? Họ khỏe hơn nữa, thì được ok. Theo nghĩa là họ sẽ tạo ra cái sản lượng để, và cái thứ hai là họ sẽ nối được với những cái doanh nghiệp còn yếu để mà họ vực doanh nghiệp còn yếu. Thế còn nếu mà bỏ tiền ra cứu những cái doanh nghiệp mà không có thu nhập, có khi là cái tiền ấy là có khi là bằng không. Về nguyên tắc, việc giảm thuế thu nhập sẽ có tác động nhất định với doanh nghiệp, nhưng còn tùy vào từng bối cảnh. Nếu doanh nghiệp không có doanh thu thì việc giảm thuế thu nhập sẽ không có ý nghĩa. Cũng biết rằng còn có những cái doanh nghiệp mà nó khó khăn hơn nữa, nó không thuộc cái diện mà có doanh thu có thu nhập để được hưởng chính sách miễn thuế. Do vậy chúng ta phải có nhiều các cái biện pháp hỗ trợ hơn, chứ không phải chỉ trông chờ vào cái chuyện là có chính sách về miễn giảm thuế thu nhập đã kỳ vọng rằng tất cả các doanh nghiệp nhỏ vừa đều có thể vượt qua khó khăn. Trong bối cảnh nền kinh tế từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn đều kêu khó, thì theo các chuyên gia kinh tế, giảm thuế sẽ là chính sách tạo động lực tích cực. Do vậy, đối tượng nên được xem xét trên diện rộng. Việc giúp các doanh nghiệp lớn khỏe hơn, kỳ vọng còn tạo hiệu ứng tốt hỗ trợ các doanh nghiệp yếu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hơn 20 năm gắn bó với vai trò là chi hội trưởng, chi hội phụ nữ thôn Ân Thi 3, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Những năm qua, bà Vũ Thị Thắm luôn là người năng động, tích cực trong công tác, khởi xướng nhiều hoạt động thiết thực, giúp đỡ hội viên nghèo tại địa phương. Với trách nhiệm là chi hội trưởng hội phụ nữ, bà Thắm luôn cố gắng học hỏi, sáng tạo trong cách làm, xây dựng nhiều mô hình phù hợp với thực tiễn. Từ năm 2016, bà đã phát động chị em phụ nữ trong thôn xây dựng mô hình hũ gạo tình thương. Nhờ vậy đã có 55 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tiền và gạo, vận động chị em tiết kiệm đóng góp được trên 100 triệu đồng, nâng cấp xây mới mái ấm tình thương. Bà Thắm còn trực tiếp cùng với bà Hiền, hội viên phụ nữ trong thôn, tự nguyện nhận chăm sóc giúp đỡ hai mẹ con bà Nguyễn Thị Tu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tàn tật, sức khỏe yếu. Bà chị hội trưởng thì bao giờ cũng phải gương mẫu, những cái việc gì khó khăn thì mình đương đầu làm, cái sức lực là làm được bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, cố gắng để cho đủ tạo điều kiện cho chi hội để cho mọi người noi theo. Nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ trong thôn, xã, gia đình bà Thắm còn tổ chức dạy nghề may và tạo việc làm cho gần 70 lao động với mức lương trung bình từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, bà Thắm đã vận động chị em trong thôn hiến được 100 mét đất với số tiền gần 650 triệu đồng để làm đường giao thông, tổ chức trồng chăm sóc các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại các khu dân cư. Đồng chí Vũ Thị Thắm là cũng xác định rõ cái vai trò trách nhiệm của mình, thì là chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cũng được cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn thôn là cũng rất đồng tình ủng hộ về cái công tác của hội cũng như công tác xây dựng nông thôn mới. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, bà Thắm đã tạo được niềm tin trong hội viên và góp phần đưa phong trào phụ nữ thôn Ân Thi 3 có nhiều chuyển biến tích cực. Bà Thắm xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu để nhiều chị em học tập và làm theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã